virus mới corona quá nhỏ để có thể nhìn thấy, lan truyền nhanh chóng từ người sang người, thị trấn sang thị trấn, quốc gia sang quốc gia đến mọi nơi trên thế giới. Bất kỳ ai cũng đều có thể bị lây nhiễm, lan truyền và bị nhiễm bệnh. Khi một người bị nhiễm virus corona thở, nói chuyện, ho hoặc hắt hơi, những giọt nước bọt nhỏ với hàng triệu virus có hại được phát tán vào không khí và nằm lại trên mọi thứ xung quanh. Virus xâm nhập vào cơ thể mà chúng ta không hề hay biết. Chúng ta hít virus vào, virus rơi vào miệng, mũi và mắt của chúng ta. Chúng ta đụng vào virus và nó dính vào bàn tay của mình, sau đó đưa vào mắt, mũi hoặc miệng. Bằng những cách này, virus xâm nhập vào cơ thể làm cho chúng ta bị lây nhiễm. Hầu hết mọi người không bị bệnh nặng với virus corona. Chúng ta có thể có virus trong người mà không hề hay biết và dễ dàng lan truyền nó cho những người khác. Những người này sẽ truyền virus cho nhiều người hơn nữa. Chỉ trong một vài tuần, cả khu phố có thể bị nhiễm virus. Hầu hết những người bị bệnh đều tự khỏi bệnh, nhưng một số người, đặc biệt là người lớn tuổi và những người đã có bệnh, có thể bị bệnh nặng và thậm chí tử vong. Virus corona lây lan khi chúng ta ở gần nhau. Để bảo vệ chính mình và bảo vệ lẫn nhau, chúng ta cần tránh xa những nơi đông đúc, những nơi bít bùng và giữ khoảng cách. Đeo khẩu trang để bảo vệ những người xung quanh và cho chính chúng ta. Đừng đụng tay vào mặt. Che miệng khi ho hoặc hắt hơi vào phía bên trong khuỷu tay. Rửa tay thường xuyên, rửa sạch bằng xà phòng và nước. Và làm sạch các bề mặt thường xuyên chạm vào bằng chất khử trùng để bảo đảm an toàn. Chúng tôi đã cẩn thận, nhưng một ngày nọ, mẹ tôi bị sốt và ho liên tục. Bà rất mệt mỏi và bị đau nhức. Chúng tôi đã gọi y tá. Cô ấy nói mẹ tôi có thể bị nhiễm virus corona. Nhiều người trong thị trấn đã bị bệnh với loại virus mới này. Bà cần phải ở nhà cho đến khi hoàn toàn khỏe mạnh. Để giữ an toàn cho chúng tôi, mẹ tôi phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với chúng tôi. Trong trường hợp chúng tôi đã bị lây nhiễm virus từ bà, chúng tôi cũng phải ở nhà 14 ngày. Làm như vậy, chúng tôi sẽ không lây nhiễm cho những người khác. Một người bạn đã mang thức ăn và vật dụng sinh hoạt cho chúng tôi. Chúng tôi đã tuân theo các quy tắc. Chúng tôi tránh đụng tay vào mặt mình, khử trùng các bề mặt, rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách với nhau. Chúng tôi mở cửa sổ để đưa không khí trong lành vào nhà và đeo khẩu trang bất kỳ lúc nào chúng tôi ở gần mẹ tôi. Ngày tháng trôi qua, mẹ tôi đã khỏe lại và không thể lan truyền virus nữa. Chúng tôi đã kết thúc 14 ngày cách ly ở nhà. Thật hạnh phúc, tất cả chúng tôi vẫn khỏe mạnh. Những hành động chúng tôi đã thực hiện ở nhà với mẹ của chúng tôi và khi chúng tôi ra ngoài cộng đồng giúp ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Bạn có thể thực hiện những hành động này để giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của chúng ta.